Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hà Nội diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 6 vừa qua. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chậm nhất tới ngày 2 tháng 7, Sở sẽ công bố điểm bài thi các môn của học sinh. Có lẽ thì hiện tại tất cả chúng ta đang nóng lòng chờ đợi từng giờ, từng phút cho tới khi kết quả thi được công bố. Hiểu được tâm lý mong mỏi đó của phụ huynh và các em học sinh, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô xin giới thiệu tới quý vị cách thức tra cứu điểm thi nhanh chóng, chính xác, miễn phí và cực kỳ dễ dàng trên báo Tuổi Trẻ Thủ Đô điện tử bằng các thiết bị có kết nối Internet. Đầu tiên, quý vị hãy truy cập vào trang web của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô tại địa chỉ tuoitretthudo.vn. Khi đã vào đến trang thì quý vị chỉ cần lướt xuống phía dưới trong phần trang chủ này là sẽ thấy banner tra cứu điểm thi vào lớp 10. Click vào banner sẽ hiển thị phần tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Hoặc quý vị cũng có thể truy cập trực tiếp vào đường link tuoitretthudo.vn/tra-cứu-điểm-thi để đi tới thẳng phần tra cứu điểm. Tại đây thì quý vị chỉ cần nhập số báo danh hoặc mã học sinh, sau đó bấm tìm kiếm. Kết quả điểm thi sẽ được hiển thị ngay trên màn hình này. Quý vị hãy truy cập vào tuoitretthudo.vn để tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội một cách nhanh chóng, chính xác, dễ dàng và hoàn toàn miễn phí quý vị nhé. Chúc cho tất cả các sĩ tử sẽ có điểm số như ý. Đã có điểm thi rồi. Vào đâu xem? Truy cập ngay tuoitretthudo.vn.